Sợ gì nữa? Thì nói nghe nè, em đi thẳng đây nè. Trời, cái trái sợi dừa. Đâu cái gì? Thực chất là anh vẫn muốn đạp xe đạp để đi dạo. Anh đã đạp xe hả? Ừ, anh không phải là hẹn hai đứa ra đây là sao hết, nhưng mà anh muốn là 7 ngày á thì mình có một cái kỷ niệm thiệt là đẹp tại nơi đây, hiểu không? Ừ. Điều đầu tiên là góp ý về sự thẳng tính của Minh Trân. Đối với Trân á thì anh chỉ muốn là đôi khi là mình có một cái cá nhân riêng của mình, em hiểu không? Nên là em có thể là không thích người này, có thể không thích người kia, nhưng mà là thực sự là mình hãy nên kiềm chế nó lại, em hiểu không? Đôi khi mình làm nó ra như không, tại thật ra anh cứ gẹo em hoài, em cũng bọc không có khuyên như anh Phong mà được rồi đúng không? Nhưng mà anh có thể giỡn mà nhẹ nhàng cũng hay. Nhưng mà em thấy không, em thấy tại vì mình đi á, mỗi người có một tính cách khác nhau. Ngân thấy là em rất là hiền, nhưng mà là bé Trân rất là cá tính luôn, em nữa, em thấy không, quạo là ra mặt luôn. Thì cái tình cảm mà trong em dành với Trân, trong bốn cô gái thì không đúng, không phải hợp. Chắc cho 10 điểm em. Bé dễ thương quá trời. Duyên dáng. Em nóng quá. Ông này mỗi lần nói cái gì cái ông suy nghĩ cái gì. Đi xong chưa? Cho em ra ngoài xíu. Trời ơi trời, ủa gì á? Ngọt hả? Ngọt hả? Ra lấy miếng năng lượng. Rồi. Đừng nó ép tim nha, đừng nó sùi bọt mép ở đây nha. Có quá. Trời ơi, đau khóc trời, vô đây. Vô đây. Mới thì chỉ là ngày thứ hai thôi. Nên là mình suy nghĩ lúc đấy có nên nói ra cái tình cảm thật của mình hay không. Mình liệu rằng mình nói ra như vậy thì chỉ mới trong 2 ngày thì Trân có thật sự tin, hay là tất cả mọi người có tin đấy là sự thật hay không. Nên là lúc đấy mình rất là ngộp. Và mình đã chạy ra ngoài, hít thở không khí một chút cho bản thân đỡ căng thẳng, rồi vào trả lời câu hỏi của mọi người. Sau khi Hùng đột ngột bỏ ra ngoài vì quá căng thẳng, khi trấn tĩnh lại, anh chàng đã quay vào và nói điều mình muốn nói. Thì trong bốn cô gái, trong đi lần này thì Trân thì em có một tình cảm gọi là rất đặc biệt. Đặc biệt. Đặc biệt rồi, rồi tất cả các... Mới có 2 ngày mà đặc biệt. Không cảm xúc mà. Đúng rồi. Nhức đầu quá nè. Nhưng mà anh nói nè. Thực chất là mình đến đây á, từ từ, mình đến đây không có nghĩa là một người thích mình và mình thích một người, và vô số người ta rất là thích mình. Quyên rất là thích em, thì em có thích Quyên hay không? Không. Ủa, em trả lời thẳng thắn vậy luôn? Không không, em đang nghĩ là bảo là không, thật ra em với anh này cũng chưa nói chuyện tiếp xúc với nhau nhiều, tại vì chưa mà. Trời, tự nhiên đi ra ngoài khóc lưu lắm. Nồng quá, ngồi quá, em ra ngoài thôi. Rồi không mà em hãy chọn cá sấu. Trời ơi. Trong đây là anh Trung là người rất là thích em mà anh không dám nói ra. Ừ. Nhưng tiện đây thì anh nói thay lời ảnh thì là em có một cái chút gì đó ấn tượng hay là một cái tình cảm gì đối với anh Trung Anh hay không? Tôi nghĩ hôm nay là chương trình gài vào lắm á. Với anh Trung Anh thì đúng rồi, thì ban đầu thì em thấy anh rất là điềm đạm, rất là đầm tính và điềm đạm, và cũng không có cái ý là chưa có cảm xúc nhiều, tại vì cũng mới ngày 2 thôi, nhưng mà vẫn là cái thiện cảm tốt, tại vì em cũng không muốn, mới 2-3 ngày đầu mà em muốn xác định rõ, mà em cũng muốn tìm hiểu ý là xem mọi người như thế nào. Đến ngày 5, ngày 6 cũng chưa vội mà. Trung Anh cũng không ngần ngại phát ra tiếng lòng mình, chia sẻ thật với cả mọi người là lúc sau ngày đầu tiên ấy, thì thực sự là anh ấn tượng với em. Em hả? Thực ra thì cũng không phải là cái gì gọi là quá ghê gớm đâu. Nhưng mà nó kiểu như là anh cảm thấy em khá là bí ẩn. Dạ hả? Dạ.
với bản thân? À, muốn kiểu như là khám phá tìm hiểu thêm, có một cái gì rất là chill, cũng hơi kiểu cool ngầu ngầu. Nhưng mà mình cũng không nghĩ là Trung Anh lại có cái gì đó với mình, vì mình thấy Trung Anh là một người khá là bình, và với mọi người thì Trung Anh vẫn rất là nice, với lại Trung Anh cũng khá là ít nói. Nhưng mà với lại một phần đó là tụi mình cũng không có ngồi cạnh nhau nhiều, nên cũng không có biết là Trung Anh có để ý. Nhưng mà hôm nay khi Trung Anh nói ra thì mình cảm thấy hơi bị ngạc nhiên một chút xíu. Và Trung Anh nói là muốn khám phá thêm thì mình cũng ok. Thì khi mà nói như vậy thì đương nhiên Trung Anh với Hùng thì chắc là cũng có một cái là ồ, thì ra là anh cũng để ý chân. Thì chắc là vậy đó, thì mình cũng thấy vậy. Để xem mọi thứ sẽ như thế nào. Vậy em có cảm tình với anh không? Cảm tình anh á? Thì kiểu như mới gặp lần đầu thì thì cũng kiểu như ok, nói chuyện thì cũng chưa nói chuyện nhiều, nên cảm tình mà kiểu quý mến thì em tất cả mọi người. Quỳnh Ngân, cô nàng ít nói nhất, này cũng chịu mở lời. Và ngạc nhiên, người mà cô đề cập đến lại là Phong. Anh Phong thì có một từ gì nè, đẹp trai, rất là đẹp trai. Cảm ơn em. Dạ. Thì em thấy anh Phong sâu sắc. Không phải tính cách là một người không ấy, anh không có nói, nhưng mà anh sâu sắc. Bởi là bà nói gì về Phong đó. Thật ra em không phải là người anh em không phải thích người nói nhiều. Nhưng mà em thấy anh có sự sâu sắc. Nếu mà em thích một cái người đó, cũng có một người khác lại thích em. Nhưng cái người mà em thích á, người ta từ chối hẳn với em, thì em có cảm giác như thế nào? Thì anh thích ai đó, giống như là đó là sự lựa chọn của anh, đúng không? Sao em có thể là em bắt buộc anh được? Cảm giác như thế nào cũng đâu quan trọng đâu. Anh cần em nói. Tại vì anh vẫn muốn có một cơ hội cho em. Thực chất là anh thích em. Thì anh muốn hỏi là nếu mà một cái người mà em thích vậy đó, mà người ta không thích em vậy đó, mà cái người kia lại thích em, thì em có cái quyết định nào? Em có chờ đợi người ta hay không? Hay là em như thế nào? Tại vì với cái mẫu hình đó là người em rất là thích rồi. Em đương nhiên là em chọn người em thích. Ok, em muốn khai thác. Chọn em lại. Nhưng mà anh vậy? Khó có ai hỏi được anh lắm, thôi cho mọi người hỏi anh đi. Không, em cái gì nó cũng công bằng chứ, tuy anh lớn tuổi anh đâu có. Nên lớn tuổi là nếu mà một cái người mà dày dặn kinh nghiệm mà lớn tuổi anh á, thì em nghĩ là nên không tham gia chương trình này. Mình ở nhà mình kiếm một cái người lớn tuổi hơn, tại cái này nít nít không à. Trời ơi, ở trong đây nó không có phù hợp. Em nói thiệt, trình nó không phù hợp với anh. Muốn nghe nói thật không? Thật chứ, trời, em đang nói thật mà. Thật mà. Ai sợ làm cuốn vậy? Thật ra anh đã trải qua 3 năm anh sống rất là khép kín. Và anh sợ điều đó. Và anh giống như anh co mình lại. Anh co mình lại với mọi thứ. Thì anh trong cái thời gian anh co mình lại á, anh cảm thấy thời gian anh rất là bị phí. Và anh cảm thấy mình không đáng để bị điều đó vì một ai đó. Nên khi mà mình trở lại, mình muốn bắt đầu yêu lại từ đầu, thì mình muốn một cái điều gì đó nó sôi nổi hơn. Có thể rằng anh biết cái tuổi của anh chắc cũng có lẽ là lớn nhất so với tất cả mọi người khi mà mọi người tham gia chương trình này. Nhưng mà anh không ngại điều đó. Bởi vì anh muốn một cái gì đó nó quay trở lại. Nhưng đó không phải là ý chính khi mà anh tham gia chương trình. Ý chính hơn là anh muốn một cái cảm giác vui tươi, một cái cảm giác đầy năng lượng từ các bạn trẻ mang tới cho anh. Đó là lý do anh tham gia lớp học. Cảm ơn câu chuyện, thực sự cảm động quá. Gì vậy? Lần đầu tiên gặp anh Phong thì mình cũng có nghi ngờ về giới tính của anh Phong một chút xíu. Tại vì anh ấy hay kiểu bóng bẩy về vẻ bề ngoài. Và cách nói chuyện của anh ấy cũng rất là... sao ta? Gọi là trầm tính. Kiểu như mình có thể chia sẻ với một người chị của mình kiểu như vậy.
cho nên là mình cũng có hơi nghi ngờ về anh Phong một tí. Những cái hành động cử chỉ của anh cũng rất là open, nên mình cũng hơi hoang mang nhẹ. Sau trò chơi nói thật, Thanh Phong muốn rủ hai cô nàng Thanh Ngân và Minh Trân cùng đi dạo với mình và Nam Duy. Đêm sau anh sẽ đi với em. Vô Duyên em kỳ quá không? Đêm sau anh sẽ đi với em. Đi thôi mọi người. Đợi gì? Chờ gì nữa? Thì nói nghe nè, em đi thẳng đây nè. Trời, cái trái sọ dừa. Đâu cái gì? Thật chất là anh vẫn muốn đạp xe đạp để đi dạo. Ừ, anh không phải là hẹn hai đứa ra đây là sao hết, nhưng mà anh muốn là 7 ngày á thì mình có một cái kỷ niệm thiệt là đẹp tại nơi đây, hiểu không? Ừ. Điều đầu tiên là góp ý về sự thẳng tính của Minh Trân. Đối với Trân á thì anh chỉ muốn là đôi khi là mình có một cái cá nhân riêng của mình, em hiểu không? Nên là em có thể là không thích người này, có thể không thích người kia, nhưng mà là thực sự là mình hãy nên kiềm chế nó lại, em hiểu không? Đôi khi mình làm nó ra như không, tại thật ra anh cứ ghẹo em hoài, em cũng bọc không có khuyên như anh Phong mà được rồi đúng không? Nhưng mà anh có thể giỡn mà nhẹ nhàng cũng hay như nhưng mà em thấy không, em thấy tại vì mình đi á, mỗi người có một tính cách khác nhau. Ngân thấy là em rất là hiền, nhưng mà là bé Trân rất là cá tính luôn, em nữa, em thấy không, quạo là ra mặt luôn. Còn mà giỡn là cứ ra giỡn thiệt. Còn mà vui là bé rất là vui. Mà quạo là hỏi thấy là bé quạo. Ừ, đi lên. Ê á. Thôi Út gì có nghe thật. Nghe nè, ngõ này nè em ơi. Không có tấm hình nào để chị. Em tưởng người giả luôn chị. Ừ đúng rồi, nhiều khi em cũng tưởng người giả. Nhiều rồi, người đi. Tưởng vậy lắm. Rồi. Thế dễ nói. Nhưng thật ra là nếu mà ảnh ghẹo một hai câu, một hai lần thì cũng không sao. Nhưng mà ảnh cứ 24/24 á chị. Tại biết kiểu sao như ảnh gặp mặt em là ảnh kiếm chuyện, ảnh ghẹo em à. Mà cái tính ảnh là như vậy. Mà ảnh ghẹo ai, anh không ghẹo, anh ghẹo một mình em. Hãy ngồi ăn bệnh là cũng kiếm chuyện qua đây ghẹo. Em cảm thấy là thắng thua không quan trọng. Em cảm thấy là làm việc chúng ta là... Không, thắng thua rất là quan trọng. Đó là thể hiện cái tinh thần. Đó là đối với anh, nhưng mà đối với em nó khác. Ủa thì anh cũng nói quan điểm của anh mà. Em không muốn nghe quan điểm của anh. Em không muốn nghe thì bịt lỗ tai lại đi. Nhưng mà anh đang đứng trước mặt em. Anh đứng trước mặt em là không? Anh qua bển đi. Không, anh đang giao lưu với bạn của anh chứ anh đâu đâu giao lưu với em. Là phiền luôn á. Hả? Ủa sao vậy? Anh đang giao lưu với bạn của anh mà. Anh đi về đi. Không. Tại em hay giận lên, dễ thương. Em thấy mọi người thế nào đúng không? Khác em. Khác biệt. Vậy em phải làm sao? Nhưng mà người ta có cái chọc em là em cảm thấy vui rồi. Giống như thấy có ai chọc Ngân không? Thấy nhưng đi. Mà anh có thấy vậy là quá sớm không? Tại vì mình cũng mới có 2 ngày. Nhưng mà em nghĩ đi, chương trình này nó không phải như chương trình khác mà nó kéo dài 1 tháng, 2 tháng, nó chỉ có 7 ngày. Ủa? Tính ai không biết làm gì hết. Sao vậy cho em? Cho nên là... Em tới bé thẻ phòng em sẵn đồ chuẩn bị đi. Em đâu có giữ thẻ phòng đâu. Ủa em gửi anh. Ừ. Ừ, 11 giờ rưỡi là chị lên chị sấy đồ rồi chị. Mấy giờ em đi vậy? Mấy giờ em đi vậy? Tụi em đợi ở đây ngồi chị, đợi chị đi luôn á. Tiện chị đi. Thôi được rồi, chị ra chị lấy phòng này xong rồi lát nữa mọi người chắc cũng tí mọi người xong rồi chắc cũng tới giờ chị đi rồi. Thì đợi nè. Ừ. Nói chuyện gì đó, chị nói đi. Ít tâm sự, giờ ngồi tâm sự thì nói tiếp đi. Nói xong rồi. Trời ơi. Ý là tại vì giờ anh cũng muốn là hiểu về mọi người nhiều hơn. Em đi 2 ngày vậy chắc cũng nhiều chuyện xảy ra nha, mới có 2 ngày mà cũng anh nghĩ là sẽ có rất nhiều chàng trai nhớ chị. Dễ hả? Anh Trung, anh là một đối tượng rất là phù hợp với em. Anh biết sao không? Thực ra là em cũng muốn mọi người giữ gấp chịu khẳng nói nhiều hơn. Tại vì nhưng mà anh em vẫn không em... có muốn một cái gì đó mà ái ngại gượng ép đúng giữa rồi. Em và hai người đó. Nhưng mà Hùng, em có cảm giác Hùng sẽ hơi ngại ngại gượng gượng. Đúng. Chứ kiểu Trung thì có thể sẽ thoải mái nha. Đúng. Nhưng tại vì Trung có thể lớn hơn. Nhưng mà nếu em thẳng thừng em từ chối anh Trung Anh á thì không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà em thẳng thừng từ chối Hùng á thì là Hùng có một cảm giác rất e ngại. Tại vì bạn đó còn con nít. Dạ đúng rồi, kiểu như cái nên là nhiều cái em chỉ muốn, em chỉ mong là mọi người hiểu em như nào và thoải mái. Nhưng mà em có sợ yêu một người nhỏ tuổi không? Đó giờ em không có quen nhỏ nhiều như vậy. Hay không? Em không có quen nhỏ. Em không có ấn tượng nha. Cái
ông gì hay chọt cô đó. Đó, em anh, ghét. Anh đã nói rồi. Cái ông anh hay Duy. Chọt cô đó. Thì đó. Em ghét chứ không ấn tượng gì. Không có em. Đừng có nói chuyện. Nhiều khi như vậy mới trở thành một cặp nha. Ừ. Em đã nói rồi. Nhưng mà thật ra như em không? Anh như vậy nha. Nhưng mà theo chị cảm nhận nha, anh Duy là chu đáo và rất là tử tế. Anh không thấy là như vậy thôi. Nhưng mà thật ra là về mang thể tực. Cái về cái gu không phải nào đâu. Em như chị á, là đó giờ chị cũng cứ tìm cái gu của chị hoài. Nhưng mà chị tìm những cái gu mà hợp với mình á thì nó lại không thuộc về mình. Em thà kiểu như em cứ đâm đâm một hình mẫu á, phải như thế này, phải như thế kia. Tại vì cái tuổi của em thì chị biết. Không phải một hình mẫu đâu. Mà em nhìn là anh em em không có cảm giác hết được. Cái tóc rất sượng. Em không có cảm giác hết được. Ok, cái đó không cảm giác. Không có cảm giác gì luôn. Thôi thì cứ vui thoải mái với ảnh là được rồi. Mọi người đâu nghe em đâu. Mọi người vui. Nhưng mà anh thấy vui không, mang lại tiếng cười cho mọi người. Mà em cũng đâu mất mát gì đâu, anh cũng đâu mất mát gì đâu. Em cứ dễ thương như cách của em. Đúng dễ thương. Không, không thật sự chị thấy hay. Nhưng mà chị thấy cái cách mà em đối đáp với anh rất là dễ thương. Dễ thương, rất là dễ thương luôn. Rất dễ thương. Ok, thôi chị lên chị dọn đồ sang đồ nha. Ê chị dọn đồ sang đồ. Ừ, bye bye. Nói chuyện với Trang không? Thì hôm nay em có gọi là vẫn có thời gian, có thời gian nói chuyện với vẫn có thời gian này. Thử bước nghĩ... thêm bước nữa nào. Em nghĩ anh nghĩ chuyện rất bình thường. Thì rất bình thường. Mình ra ngoài giữa những người anh em có cuộc cạnh tranh rất công bằng và thẳng thắn. Hôm nay không ngờ mọi người cười mở với nhau thế. Mới có hai ngày không mà vui. Nói chung là mọi người đợt này season mùa này dễ thương á, mọi người giữ các kiểu dễ thương như vậy. 5 ngày hay nhanh ha, mà trong khi đó em về hết 2 ngày rồi, còn có 3 ngày thôi đó. Em về tiếp chưa? Trời ơi, vậy em không sắp xếp được hết chứ. Trời. Vui, nói chung 5-7 ngày vậy mà nếu như mà mình có chuyện mà mọi người vui vẻ với nhau đi chơi buổi sáng rất là điên khùng mà xong rồi cái tối về nó chị gì mọi thứ nó sẽ trôi rất là nhanh, không có chán á. Kiểu nhìn lại 2 ngày ấy, nó bao nhiêu sự kiện xảy ra. Tại vì biết sao không? Tại vì trong nhóm mình có Duy với Phong quạt náo quá. Hôm qua là Duy bắt đầu chủ chuyện hết đúng không? Rồi hôm nay có Phong vô có lại chăm thêm nữa. Như cái làm mọi thứ là nó nhóm vui. Mình cực kỳ màu sắc không? Đúng rồi, màu sắc. Mỗi người có một cái khác nhau. Này không kiểu không ai bị lặp lại. Nó như kiểu hai cái mảnh ghép xong rồi ghép trùng kín nhau. Thành một khối. Nói chung là em thấy là nhóm mình là sau này đi xong rồi á, mọi người vẫn có thể giữ liên lạc, kiểu như tạo nhóm lâu lâu đi chơi hoặc là kiểu nhậu nhẹt gì đó, vui. Tình yêu là không chờ đợi, nếu bạn không chớp lấy cơ hội, bạn chỉ có thể ngồi yên như hùng. Ôi chuẩn bị. Để em ra lấy thẻ. 2 ngày. À, 2 ngày, à. Dạ. Vui ha mọi người. Nhiều thứ xảy ra nữa đây. Mọi người đây chơi vui. Thực ra mình không nghĩ Hùng là một đối thủ. Mình nghĩ Hùng như là một người anh em. Và khi mà vào nhà chung thì mọi người cứ chơi với nhau, cứ thẳng thắn chia sẻ. Và cái chuyện tình cảm thì cái đấy cứ nó gọi là go with the flow. Thì mình không biết là dịch qua tiếng Việt là như nào. Có thể nó là hơi ngẫu hứng một tí. Cũng có thể là cứ để đó rồi xem. Tối nay Trần Lớn phải ra bến xe để trở về Sài Gòn trong đêm vì công việc. Trung Anh không bỏ lỡ cơ hội để đưa điểm cô nàng. Ủa? Sao vậy anh? Đi lâu cho dạ. Nó vui. Em thấy không? Em rất là có phước nha. Em rất là có phước. Trời ơi. Chứ anh đâu có đường vậy em. Sao mày anh Duy cũng muốn đi vậy? Trên xe này có một người nha. Có một người thích chân nha. À. Thôi giờ anh Duy có thể ngủ. Anh không cần phải nói hết. Anh có thể ngủ. Để tụi em nói chuyện. Tiếp bây giờ hỏi nè. Bây giờ hỏi phòng có 4 đứa. Và 3 đứa nó đậu rực nó muốn đi rồi. Nó bị giữ lại. Thì mình nghĩ mình có đi hay không? À đi chơi đúng không? Mình có già đi chăng nữa thì mình cũng phải cố cái hơi thở này để mình đi theo lớp trẻ. À dạ. Không, nếu mà anh nói được vậy thì em cảm thấy vui. Đừng nghe buồn hả? Đúng, em rất buồn luôn. Bây giờ gọi lại cho bên kia và phỏng vấn lâu lâu một tí. Anh em biết anh rất là hoạt náo nên hôm nay là em là spotlight, em là chính. Spotlight là gì? Nói tiếng Việt. Em là chính nha, nên anh có thể im lặng. Spotlight là gì? Để em không biết. Không nói chuyện. Tại vì anh đi theo để đó
Thì đó, thì anh nói chuyện với em. Tiếp tục Phong. Thì đó là anh cảm nhận thôi. Anh có những cái cảm nhận riêng về em. Dạ. Thì là hy vọng là những cái hành động, những cử chỉ của anh thì làm cho em có một cái cảm nhận gì đó tốt. Và hy vọng là cái ngày mà em quay trở lại, em có thể nói được với anh là cái cảm nhận mà em dành cho anh. Ồ, dạ. Trời ơi, anh có thính hơi bị nhiều không anh? Không. Anh có đang rắc thính, rải thính hay không anh? Phong hình dép của anh hay sao luôn? Dạ đúng rồi anh. Là sao anh định dành mặt em đây hả? Em mang đôi dép này như là đôi này của... Tại vì... Không, tại vì là tình cảm anh em. Dép của người này cũng là dép anh người kia. Anh tính mang đôi này là để cho anh này không có dép mang sọt đại. Trời không, ơi. Trời ơi, không nha. Thủ rồi. Không. Trời ơi. Em không có một cái ý đó. Tại vì thực chất là em là một người là yêu màu trắng, thích màu đen. Đó. Nên là em thấy đôi dép này rất là phù hợp với em. Và nó có trái thơm, trái chín gì này nè, sầu riêng. À, để bà biết sao không? Em thích là em ai lớp nè. Em làm liền không ai lớp. Dễ thương nha. Đúng rồi. Hùng một lần nữa là kẻ chậm chân. Trước là em không nghĩ là anh đánh nền luôn. Không, anh có kẻ mí nè. Mà bữa nào ghi hình đó. Không, với cái nước da đó thì em nghĩ là không có cần kẻ nền đâu, đập nền đâu nha. Không có cái cushion. Đúng rồi. Đen mà, cái cushion dành cho da ngâm hả? Không, người ta nói một người đàn ông mặc chữ điền á là một cái người đó sao ta? À, phúc hậu hả? À, ấm áp trong cái chuyện tình cảm mà thấy rất là lận đận nha. À, tới thời điểm này vẫn còn đi kiếm một nửa cho riêng mình là em biết là lận đận. Chừng nào có mới kiếm được vậy? Thầy. Chừng nào có mới kiếm được? Về. Chưa thầy chưa về. 12 giờ rồi chưa về nữa. Không giờ. Hả? 1 giờ rồi. Giờ chưa về nữa? Chưa. Chứ chừng nào? 5 giờ sáng. Hay về lúc 5 giờ sáng đúng không? Trời ơi. Ngộ quá, anh Trung Anh, ổng nói gì hết trơn. Anh Trung Anh nói gì đi anh. Trời ơi. Anh chị đi cùng hay là thấy đi vui? Đi cùng là vui rồi ha. Rồi. Chỉ nhìn thấy em thôi là người ta vui rồi. Ông con tình quá ha. Ông đép cho một góc vậy đó, ông nhìn len lén. Không, thực ra là em đang suy nghĩ về cái mũ mất của em, không biết là nó ở đâu rồi. Trời ơi. Em duyên rồi đó, em bắt đầu duyên theo tụi anh rồi đó. Em biết đi với anh nhiều, là em sẽ duyên. Đang đi mà mơ về cái mũ người yêu của mình trước mắt không đâu. Em phải lên trung chuyển, người ta mới chuyển em ra kia chứ. Ok, bác cho tay mọi người nha. Cảm ơn mọi người nha. Em đi. Ủa, không, em đã bye bye anh rồi, em vậy đó, bye bye anh. Đi cẩn thận nha, bye bye em. Bye bye. Bye bye. Trân có tâm sự với mình là đến ngày mai Trân có công việc ở trên Sài Gòn nên là không thể thu xếp ở lại với team trong một hoặc hai ngày sắp tới. Thì khi Trân ra xe để đi ra bến xe bắt xe về Sài Gòn thì khi đấy mình đang phỏng vấn. Đến khi mình phỏng vấn xong thì mình đã chạy ra bên ngoài thì khi đấy Trân vừa mới lên xe xong thì mình không gọi là không kịp để ra tiện tiễn Trân về Sài Gòn. Ok, hello, chào em. Thế nào rồi? Hello. Em ra từ bến xe chưa? Tới rồi, giờ đang đợi xe. Tới được lâu chưa? Mới tới, ba anh hồi nãy đi chung nè. Nhưng mà tại vì anh đang phỏng vấn không có đi trễ giờ nên em ra trước. Thì hồi nãy anh vừa phỏng vấn xong thì chạy ra thì không kịp xe. Thì anh ra thì anh có hỏi lại bảo vệ thì bảo là vừa mới đi được một chút. Anh ở đây wifi hiếu, tại vì em không có 3G nên wifi đi hiếu. Mất hình rồi. Alo. Anh nghe này. Hơi yếu. Thì lúc nãy ra không thấy xe thì thật sự hơi buồn. hồi sáng thì có anh phỏng vấn xong là anh chạy ra luôn mà.
Thì chạy ra thì không thấy xe ở đâu nữa, rồi lại hỏi bảo vệ, nghe thấy cũng hơi buồn, hơi rầu một chút. Chạy cái chạy về phòng ngồi thật, ngồi đơ luôn. Thì hồi chiều có nghe dễ nên mọi người đi nhanh nhanh mà cũng không biết anh đang phỏng vấn. Thì hồi sáng có thấy em nói. Nên là tại vì anh là người phỏng vấn cuối cùng ấy, nên là không chót mà. Cái gì nó cũng chót. Ok, dạ. Ok, thì em về Sài Gòn rồi thu xếp công việc, rồi lại xuống với anh và mọi người. Ok, dạ. Sẽ tranh thủ thu xếp công việc. Ok. Chị tụi nó có bị xong xuống nha, anh đi ngủ sớm đi. Trễ rồi 1 giờ rồi, mai vậy mọi người dậy sớm. Ok, anh biết rồi. Bye. Ok, chúc em thật là bình an nhá. Dạ, bye bye. Ok, bye. Ok. Theo anh đoán là còn sẽ có ai tỏ tình, liệu Hùng có tỏ tình với Trân không? À, với anh ngay thời điểm này nha, thì anh nghĩ là có. Sẽ có. Có. Và em nghĩ anh cũng sẽ là tỏ tình với Trân. Đó là một câu chuyện khá thú vị. Nếu như em cũng tỏ tình với Trân luôn nữa, nó cũng sẽ là một câu chuyện thú vị. Anh, từ từ, không, em không cần anh nói vô. Đó là suy nghĩ của em. Và em biết em nên làm điều gì. Vậy là tôi hiểu rồi. Đêm hôm nay thì mình nghĩ chắc chắn rất là dài với mình. Mình sẽ phải suy nghĩ rất là về rất là nhiều thứ. Về bản thân mình, chắc chắn mình sẽ phải suy nghĩ lại về cái cách sống của mình, và suy nghĩ về cách mà nắm bắt cơ hội của mình. Đến thời điểm này, Bích Trân vẫn là cô nàng có sức hút lớn nhất với tất cả các chàng trai trong nhà chung. Tuy nhiên, tâm tư của cô nàng vẫn là một ẩn số. Liệu chàng trai nào sẽ chinh phục được cô nàng lạnh lùng cá tính này? Hãy đón xem vào tuần sau. Yeah.